Khadijan, nhà đương kim vô địch của SPL S3, đã thi đấu rất xuất sắc và vượt qua đại diện đến từ Khánh Hòa với tỷ số 3-0. Cuộc đối đầu giữa Du Lịch và Song Hùng sẽ được đánh giá là cuộc đối đầu cân bằng hơn. Đây là đội hình ra sân của Song Hùng trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là đội hình ra sân của Du Lịch. Trận đấu đã chính thức bắt đầu và Song Hùng trong trang phục áo xanh quần xanh tất xanh ở bên phía tay trái mảnh nhỏ của các bạn. Du Lịch trong trang phục áo ba trầu quần trắng tất trắng ở phần sân ngược lại. Họ đều là những cầu thủ futsal nên có kỹ năng và khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Cú đá đầu tiên thuộc về Song Hùng. Nó thuộc về cầu thủ mang áo số 11 Toàn Nhóc, được xếp ở vị trí trung vệ và đã chơi rất tiến bộ cho dù thỉnh thoảng cũng mắc lỗi. Nguy hiểm, không được. 1-0. 1-0 cho Du Lịch và người ghi bàn là Đức Chris. Đức Chris đã liên tục ghi bàn trong những vòng đấu vừa qua. Vòng đấu thứ 11 thì Đức cũng ghi bàn và bây giờ sau 2 tình huống dứt điểm thì Đức Chris cũng ghi bàn. Chính xác hơn là phải sau 3 lần dứt điểm. Phát dứt điểm đầu tiên thuộc về Nhật Tân. Đây mới là tình huống tấn công và dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của Du Lịch, nhưng nó đã mang lại bàn thắng. Người đã góp phần. Bây giờ là câu trả lời. Nguy hiểm. 1-0. Người ghi bàn là Quang Huy. Đúng là một trận đấu đôi công, một trận đấu công hiến. Chưa hiểu điều gì xảy ra, chúng ta đang còn mải mê chiêm ngưỡng bàn thắng của Du Lịch thì ngay lập tức Song Hùng đã có bàn thắng gỡ hòa. Pha ghi bàn là của Huy Nho, đồng đội. Quá hấp dẫn, hai bàn thắng trong vòng 2 phút, nguy hiểm. Lần này thì Văn Sơn đã xử lý một cách rất an toàn. Chúng ta nhìn thấy thoát pressing, một cầu thủ của Song Hùng đã bị loại rồi. Và ngay lập tức có khoảng trống, căng ngang, nguy hiểm, không vào. Cú đá hụt của Tiểu Hưng Sốp. Người vừa thực hiện cú đá là Lâm Tấn Phát. Nguy hiểm. Đây là bầu tình, niềm vui của bầu tình. Tôi đã nói rằng Du Lịch có rất nhiều phương án tấn công. Họ là một đội bóng chơi bóng cực kỳ hiệu quả. Không chỉ là những tình huống bóng sệt mà cả những tình huống bóng bổng nữa, đúng không bạn? Tôi đã từng chia sẻ về những khả năng chơi đầu. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đường truyền vừa rồi là của Hạnh Ô Jin. Cú đá vô lề của Lâm Tấn Phát. Cú đá vô lê thứ hai của đội trưởng bên phía Song Hùng cho trận đấu này. Những pha đảo chân và chuyền đúng theo kiểu futsal. Nhật Tân. Còn hai nguy hiểm. Hưng Sốp không được. Rất tiếc là Hưng Sốp đã trượt chân và ngã trong quả bóng vừa rồi. Đây là cơ hội. Nguy hiểm. Hai đều. Rất hay. Người ghi bàn là Luân Sư Phụ. Du Lịch có bàn thắng bằng đầu nâng tỷ số lên 2-0, 2-1 thì bây giờ ngay lập tức Song Hùng cũng đã có câu trả lời, cũng ghi bàn bằng đầu. Trận đấu đang diễn ra quá hấp dẫn. Là Huy Nhỏ, nguy hiểm, Toàn Nhóc, rất hay. Rất tiếc là Huy Nhỏ đã khống chế bước một lỗi và sau đó là tình huống dứt điểm không thành bàn. Một pha xử lý tuyệt vời của Lâm Sư Vụ và một tình huống mà chúng ta thấy rằng Toàn Nhóc đã làm tất cả những gì tốt nhất để tạo điều kiện cho Huy Nhỏ. Thế trận như thế này thì chúng ta chưa thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Trận đấu còn hiệp 2 nữa. Cú đá vô lê thứ 3 của Lâm Tấn Phát trong trận đấu ngày hôm nay. Đây đúng là màn trình diễn đỉnh cao của cả hai đội. Hưng Sốp chân trái không được. Hưng Sốp ngày hôm nay thực sự là chưa có duyên. 18. Cú đá thẳng. Cú đá thẳng của Toàn Nhóc. Và đó cũng chính là tình huống cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Lâm Tấn Phát. Tấn Phát là một trong những cầu thủ chơi nổi bật bên phía Song Hùng với cái chân trái rất khéo. Nguy hiểm. Tình huống tấn công và cơ hội đầu tiên của hiệp đấu này thuộc về Song Hùng. Cột hai. Không được. Chúng ta đã nhắc về những tình huống cố định của Song Hùng. Một tình huống có thể nói là được tổ chức một cách rất rõ ràng của huấn luyện viên Thành Bón là rất lạ mắt. Nguy hiểm. Cú đá vô cùng kỹ thuật của Hạnh Ô Jin, bóng đã đi trúng xà ngang. Từ cự ly khoảng 15m, Hạnh Ô Jin đã tung ra một cú miết lòng trong tuyệt vời. Bóng đi cong và hiểm hóc. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống cứa lòng vô cùng đẹp mắt của Hạnh Ô Jin. Và anh chỉ thiếu đi một chút may mắn để có thể có được siêu phẩm giúp cho Song Hùng vươn lên dẫn. Và xử lý tuyệt vời của Luân Sư Phụ. Đẳng cấp ngôi sao lên tiếng.
Rất tiếc là Huy nhỏ lần thứ 3 bỏ lỡ cơ hội trong trận đấu ngày hôm nay. Đương kim vô địch SPL S3. Đức Chris. Cú đá từ góc rất hẹp của Đức Chris. Không được. Nguy hiểm. Đó là tình huống trả ngược hẳn về phía sau chứ không phải là những tất cả các đường truyền của đồng đội dành cho anh. Đường truyền Hồng, phản công. Thành Messi. Đức Chris. Vẫn là Thành Messi, chân trái. Không vào. Không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ du lịch nhưng vẫn không có bàn thắng. Tình huống tấn công diễn ra ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Pha xử lý rất tốt của Thành Messi. Cú đá đầu tiên đã bị Levinson quản phá và cú đá bồi thì đi vào đúng cột dọc. Rất tiếc cho Nhật Tân và các cầu thủ du lịch. Cổ quý các bạn. Trong khi đó du lịch thì ở phần sân còn lại. Thành Messi không vào. Văn Sơn nguy hiểm. Rất tiếc là cú đá sau đó của Nhật Tân thì lại đi đúng vào người Thành Messi. Văn Sơn đã rất xuất sắc khi cản phá thành công cú đá của Thành Messi trong vớt của Tần Nhóc. Bây giờ là Nhật Tân. Vẫn là Nhật Tân. Nhật Tân đang lướt đi một cách cực kỳ mạnh mẽ. Đức Chris không được. Đức Chris đã hơi tham trong pha bóng vừa rồi. Duy Cốp cũng không phải là dân ăn tập. Nguy hiểm. Luân sư phụ. Dẫn hai. Vẫn là Luân. Không được. Đức Tín đã băng ra và áp sát rất nhanh. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm trúng cột của thời cơ và dứt điểm rất tốt. Nguy hiểm. Tình huống chạm bóng đầu tiên của sân bóng và suýt nữa thì nó là bàn thắng. Sân bóng cũng chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng cho du lịch trong cuộc đối đầu với Việt Phương Đông ở vòng đấu thứ 11. Đáy biên cho Thành Messi, chân trái, không được. Có vẻ như bóng đã bật người Đức Chris trong pha bóng vừa rồi. Một pha sút bóng rất căng của Thành Messi. Cú đá mất bóng của Thành Messi nhưng hình như là nó lại đúng vào người Đức Chris đang di chuyển. Sân vận động của nhà thi đấu Hoàng Mai. Cú đá từ tầm xa rất chính xác của Long Củi nhưng thủ thành Đức Tiền cũng đã kịp lùi về. Và đó cũng chính là pha bóng cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ của cuộc đối đầu giữa Du Lịch và Song Hùng. Đức Chris và Van Sơn không vào. Cú đá đi đúng giữa người của Đức Chris. Rất hồi hộp và Đức Chris đã thực hiện không thành công. Người thực hiện là Trung Nhóc. Trung Nhóc đá quá hiểm hóc. Đúng là thợ đá penalty. Cách bắt pen của thủ môn Busan là gì chứ không bay. Lần này thì sân bóng đã thành công. Cú đá rất giống với cú đá của Trung Nhóc. Bụng to nào sẽ thắng trong tình huống này. Rất hồi hộp. Lắm cổi. Cú đá rất chính xác. Đúng là thợ đá penalty phải gọi các cầu thủ Song Hùng như vậy. Cả bóng đá chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Đức Tiến. Cú đá cực kỳ hiểm hóc. Một tình huống xoạc chân đúng kiểu phút sàn của Văn Sơn cũng không cứu được tình huống này. Tuyệt vời. Cú đá thành công của Vinh Thầy Giáo. Và Song Hùng là đội bóng sẽ góp mặt ở trận chung kết. Như vậy là hai đội bóng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là những đội bóng góp mặt ở trận chung kết của VPL S2 mùa giải năm nay. Một chiến thắng xứng đáng dành cho Song Hùng. Với những nỗ lực của họ, với bản lĩnh và sự kiên trì, họ đã lần lượt gỡ hòa từ những tình huống mà Du Lịch vươn lên dẫn trước trong hiệp đấu đầu tiên. Họ đã thi đấu chắc chắn ở phần còn lại của hiệp đấu này. Quý vị và các bạn thân mến, sau rất nhiều chờ đợi thì vòng chung kết của VPL S2 cũng đã diễn ra. Trước mắt chúng ta trên sân vận động Hoàng Mai sẽ là trận bán kết 1 giữa hai câu lạc bộ Kadiachan Sài Gòn và Shikasa FC. Kadiachan Sài Gòn đó là ông Nguyễn Bảo Trung, thủ môn số 27 Nguyễn Đình Ý Hòa, số 2 Điền Sơn mang băng đội trưởng. Như vậy là trận đấu bắt đầu cho hiệp 1 thì các cầu thủ Kadiachan trong trang phục màu vàng bảo vệ cầu môn phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Và qua người rất hay của Đức Trung. Đức Trung chính là cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa bóng V-League năm 2020. Đức Trung rất khỏe. Kadiachan là đội cầm bóng nhiều hơn. Thành An. Và can thiệp rất hay của cầu thủ bên phía. Vào!
rất bất ngờ. Trong một thế trận tương đối chắc chắn thì cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía cao thủ Cadia trên Sài Gòn trong những phút đầu tiên trận đấu đã lên tiếng. Nguyễn Thành An, Dương Thành An đã mở tỷ số cho cao thủ Cadia trên Sài Gòn. Phút thứ 11 của trận đấu và tỷ số đang là 1-0. Một phút mất tập trung của cao thủ Sikasa. Rất hay. Rất nguy hiểm, Thành An càng ngang không được. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho cao thủ Cadia trên. Những phút thi đấu rất mất tập trung của hàng thủ Sikasa. Pha phòng ngự không quyết liệt của Lê Minh Lý. Đánh đầu. Rất đáng tiếc. Vừa rồi là cơ hội rõ nét để cho các cầu thủ Sikasa có thể nghĩ tới bàn thắng san bằng tỷ số. Cầu thủ vừa có cơ hội đó là Phan Khắc Chí, cũng của đội bóng này. Tiếp tục là một tình huống nguy hiểm, Thành An không được. Không hiểu sao hàng phòng ngự của Sikasa liên tục bỏ quên số 19 Dương Thanh An bên phía cây đia trên Sài Gòn. Và vừa rồi tiếp tục lại là một tình huống như vậy. Chúng ta đã biết thì V-League cũng không còn xa nữa. Dứt điểm, rất nguy hiểm, bóng đi cắt ngang khung thành của Đăng Thao. Người dứt điểm trong tình huống vừa rồi đó là đội trưởng Điền Sơn bên phía Sikasa. Đức Trung rất thoáng, Phan Khắc Chí không vào, tiếp tục sút bóng không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của cao thủ Sikasa. Vừa rồi thì Phan Khắc Chí đã bỏ lỡ một cơ hội hết sức đáng tiếc sau đường truyền rất hay của Đức Trung. Sau đó là một tình huống đá bồi rất căng của cầu thủ vừa vào sân thay người, đó là Viết Bính. Rất hay, Đức Trung vẫn còn, không có ai ở phía trong cả và bóng đi hết đường biên ngang, chắc chắn là như vậy. Vẫn còn, Điền Sơn, và căng ngang của Điền Sơn cho Đức Trung nhưng không thành công. Nhưng Thành An, Thành An có khả năng giữ bóng và cài đè có thể nói là rất tốt. Rất hay, cơ hội. Suýt chút nữa thì số 18 Văn Tín đã có bàn thắng thứ hai cho Cadia trên Sài Gòn. Lại là Thanh An. Và đỡ bóng bước một. Ta đều biết là các cầu thủ ở sân chơi này đều là những cầu thủ có lực sút có thể nói là rất mạnh. Cú sút rất mạnh vừa rồi là của Nguyễn Hồng Công, thuộc về đội bóng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất hay, bóng đi rồi còn dọc. Một pha phối hợp đá phạt đậm chất vu sàn của cao thủ Sikasa may mắn đã cứu thua cho Cadia trên trong tình huống vừa rồi. Như vậy là hiệp một chỉ có một phút bù giờ mà thôi. Đáng tiếc. Rất hay, bàn thắng thứ hai của Thành An. Quá hay. Lại là Thành An. Chắc chắn Thành An sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất của, không chỉ của Cadia Chan mà thậm chí của cả trận đấu này cho đến thời điểm này. Cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Tây Ninh ở mùa giải nhất năm 2020 đã có bàn thắng thứ hai của mình. Và lần này là một cú sút như búa bổ bằng chân trái. Ba cầu thủ hàng phòng ngự bên phía Sikasa lại một lần nữa để cho Dương Thanh An có khoảng trống. Sút bóng. Một sút rất mạnh của Hồng Kông. Thẻ vàng duy nhất cho đến thời điểm này của trận đấu. Thành An đang chơi quá hay. Vẫn là Thành An. Không có lỗi của thủ thành Ý Hòa, nhưng trước đó là một pha solo rất hay của số 19 bên phía Cadia trên. Rất hay. Vừa rồi là cơ hội dứt điểm của số 18 Viết Bính. Nếu như trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì sẽ có một hiệp phụ kéo dài trong vòng 20 phút. Đánh đầu. Tình huống đánh đầu trong tư thế không đơn giản của Khắc Đạt. Đức Trung căng ngang. Cơ hội. Không được. Quá đông các bóng áo vàng. Văn Ngọc đã không thể tung ra một cú dứt điểm. Đức Trung. Pha chuyền bóng tương đối hay của Đức Trung.
nhưng bóng đi hơi cao một chút. Và cắt bóng của trung độ rất hay, 2-1. Nam Nhóc chắc chắn là 3-0. Có vẻ như Sekasa đã không còn ý chí thi đấu nữa rồi. Việt Bính đã để mất bóng một cách có thể nói là quá lãng xẹt. Và cầu thủ vào thay người đó là trung độ đã có một pha kiến tạo quá hay cho đội trưởng Nam Nhóc. Và chúng ta hãy xem lại tình huống đội trưởng Nam Nhóc xử lý bình tĩnh đến mức như thế nào. Anh thậm chí đánh lừa cả thủ thành Nguyễn Đình Nghĩ Hòa. Đó là điều cần thiết. Tình huống đánh đầu của Văn Sơn. Đúng như vậy. Vừa rồi thì thủ thành Đăng Thao đã băng lên rất cao để thậm chí đứng cùng với hàng rào. Và chúng ta có thể quan sát nếu như bóng đi, trận tranh 3-4 vẫn được diễn ra vào lúc 13:30. Dứt điểm. Suýt chút nữa thì Tiến Duy đã có bàn thắng cho riêng mình. Tiếp tục là một pha sút bóng rất mạnh nữa của Hồng Kông. Một ngày làm việc thật sự quá vất vả của Nguyễn Đình Ý Hòa. Sút bóng. Đăng Thảo thật sự là quá vững chãi trong khung thành của Cardia trên. Sút bóng. Vẫn là sự chắc chắn đến từ Đăng Thảo. Và sút bóng của Ý Hòa. Như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã vang lên. Tỷ số là 3-0 cho Cardia trên Sài Gòn. Chúng ta đã xác định được một cái tên tham dự trận chung kết của vòng chung kết giải bóng đá vô địch 7 người toàn quốc năm 2020. Đó là đương kim vô địch Cardia trên Sài Gòn. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.